Family. Mọi người chú ý, người đàn ông này tên là Tiểu Soái. Anh ấy đang đối mặt với một trận đấu sinh tử. Cuối cùng mình cũng làm được video hot rồi. Như này là có cơm ăn rồi nhỉ. Tôi, chết rồi. Đừng có cản trở tôi tan làm. Tên ngốc. Xét thấy video ngắn cậu làm mang lại niềm vui cho nhiều người, điểm công đức vượt ngưỡng tiêu chuẩn. Có thể nhận được một cơ hội trọng sinh xuyên không? Thật sao? Có thể tùy ý chọn sao? Không thể bấm để rút thăm ngẫu nhiên. Đệ nhất cao thủ giang hồ tử vi ma tôn. Vãi, như này cũng ảo quá rồi đấy. Rút xong rồi thì mau bước vào cánh cửa kia đi. Tôi sắp tan làm rồi, đừng có lề mề. Đệ nhất giang hồ tới đây. Hả? À. Đệ nhất cao thủ giang hồ. Bồi bàn khách điếm A Vĩ bị đệ nhất cao thủ giang hồ tử vi ma tôn đánh chết. Đã nói cái hệ thống rách nát này sắp phải đổi rồi, chữ dài thêm một tí thôi cũng không thấy hết được, đây là... Đúng rồi, mình xuyên không rồi. Họ tên, Lý Tử Vĩ. Thân phận, bồi bàn khách điếm bị đệ nhất cao thủ giang hồ Tử Vi Ma Tôn đánh chết. Hơn nữa còn xuyên thành đệ nhất cao thủ Tử Vi Ma Tôn. Nhưng mà lần đầu xuyên không ăn mặc cũng xấu xí quá đi. Hửm, đây là thứ gì? Kỳ lạ, khí tức của Tử Vi Ma Tôn rõ ràng ở gần đây, sao lại không có dấu vết? Ngươi tìm ta. Ma giáo lệnh, không sai, chính là hắn. Hay cho tên tử vi ma tôn, vậy là còn dịch dung nữa. Quả nhiên, mùi máu tanh không thể nào che đậy được này. Ngươi hung tàn vô đạo giết người thành tính, vì lao thập tử công pháp đó mà giết hại vô số người. Ta đã nghe nói hết rồi. Ngươi chúng cổ trùng của cổ độc các, thực lực không còn như trước. Vậy mà lại chúng cổ độc, chẳng trách mình lại phải ngụy trang thành người bình thường, hóa ra là thế. Hôm nay, bọn ta chắc chắn sẽ lấy thủ cấp của ngươi. Ha! Chỉ dựa vào các ngươi. Là thứ gì cho các ngươi ảo tưởng chỉ dựa vào ba người các ngươi là sẽ đánh bại được ta thế? Ha 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 Mặc dù chúng cổ trùng, nhưng ta vẫn là đệ nhất cao thủ giang HOG. Trên thực tế chỉ là mặt hàng có giá trị chiến đấu bằng không. Khi thế này, chỉ có thể dùng chiêu đó thôi. Trận pháp. Hoàng kim thánh kiếm các ngươi tưởng một chút kỹ xảo này là có thể đả thương ta sao ầm ầm phóng sự vàng có tính dẫn điện vô cùng tốt mặc dù vẫn không biết sử dụng công pháp thế nào nhưng bây giờ mình chính là tiểu soái chỉ có thể dựa vào bản năng của cơ thể này thôi đây chỉ mới dựa vào ý niệm mà ba cao thủ này đã bốc hơi rồi đây chính là sức mạnh của đệ nhất giang hồ sao như này như này cũng trâu bò quá đi náo nhiệt thật đó đây chính là thế giới giang hồ chân chính sao mẫu thân mau nhìn kia đó chính là tử vi ma tôn sao bị phát hiện rồi đệ nhất giang hồ đúng thật là đệ nhất giang hồ sao có thể chứ không phải mình dịch dung sao làm sao đây chỉ có thể ở trước mặt mọi người lệnh thưởng tử vi chân nhân người này vô cùng nguy hiểm nếu có tin tức hãy báo cho thiết y môn may mà dịch dung rồi. A Vĩ Ca. Sao huynh lại ở đây? Khách điếm. Không ngờ A Vĩ Ca lại xui xẻo như thế, không chỉ bị ngã xuống vách đá mà còn bị mất trí. Huynh biến mất hai ngày, mọi người đều nói huynh về quê rồi. Đây chính là phòng của huynh, huynh thay y phục sạch sẽ ra trước đi nhé. Đầu bếp đang dục rồi đấy. Tam chiêu học hội họa cốt, kiếm pháp từ nhập môn tới tinh thông, người học võ cần có, công pháp nhập môn. Đây là phòng của ta. Xem ra đây chính là thân phận giả của mình. 36 sáu kế dấu giếm là thượng sách. Mình phải mau chóng làm quen với thân phận này thôi. Đây là tình huống gì chứ? Làm sao đấy? Não hỏng rồi giờ đến gà cũng không biết giết à? Giết gà? Hóa ra là thế, là để che đậy mùi máu tanh trên cơ thể mình sao? Còn không mau đi làm việc đi, cẩn thận ta nói ông chủ trừ hết tiền lương tháng này của người đấy. Không hổ là mình. Đúng là suối quẩy, buổi sáng nghỉ làm thì thôi đi, bây giờ còn không làm việc chăm chỉ ngoại trừ giết gà ngươi còn làm được gì không hả đến lông gà cũng nhặt không sạch sẽ cả này nghiên cứu cái công pháp vô dụng rách nát của ngươi chỉ với người á nếu ngươi học được thì lợn mẹ cũng biết luyện khinh công rồi lão tử nói chuyện với ngươi đấy tai ngươi bị điếc à tiểu tử này làm sao thế làm sao ngươi còn chuyện gì muốn nói sao mấy canh giờ trước ha ha một đám kiến chi viện sẽ tới nhanh thôi hôm nay chúng ta nhất định phải ngăn chặn được tử vi ma tôn ha <laughs> ha không ổn là ma giáo lệnh hắn sắp truyền lệnh cho thuộc hạ rồi mau chặn hắn lại đi chặn ta lại chỉ dựa vào các ngươi đại bôn đáng thương đến cả xương cũng bị khách ăn sạch rồi mộ của đại bôn đồng ý với ta kiếp sau đừng làm gà nữa nguyên chủ Gió nổi rồi, ta cũng nên về làm việc rồi. Tự động tìm hướng. Tập truyện đến đây là hết mất rồi, mọi người nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để khi nhóm ra tập mới, mọi người sẽ nhận được thông báo sớm nhất nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí dịch truyện thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.